Chào các bạn, hôm nay Văn Nghĩa giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ treo tường mang thương hiệu Vedet, máy 5 gông 5 búa, đến một bài Westminster. Chiếc thùng có mặt số hình chữ nhật, rất là đẹp. Kính trên là kính tráng thủy nguyên bản màu đỏ. Đây là thương hiệu của sản phẩm Vedet, sở hữu của gông 5 gông thép, cho âm thanh rất là lớn và ngân vang. Sau đây mời các bạn nghe view âm thanh của chiếc này. Video âm thanh đồng hồ Vedet 5 gông 5 búa tới một bài Westminster. Chiếc này cho âm thanh rất là lớn và ngân vang. Nếu các bạn cần thêm hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc này, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 995 344 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.